Xin chào bạn, tính là một cái video mấy con luôn nhưng mà nó dài quá mình phải cắt ra. Đây, con này là con Devo Finan Hydrobot nhé. Nó ra diện ở đây. Đây là Start này. Cho một tới, cho là cắt trang. CKKBCF. Ok, đây bạn soi mấy cái Telegram nhé. Hai Telegram. Tơ một cái Nico nhé. Rồi chưa biết. Ok, bạn cứ submit đi. Submit này. Telegram này, hay là sao mà bạn ấn next step à? Follow Twitter này, bạn điền tên Twitter bạn vào đây này. Tên ta thiết lập người dùng tên đây xem cái con này lại bắt a còng tên a còng tên nha. Đây, tên của bạn này ok a còng đấy nhá, mình đi cho nó xong rồi bạn ai vừa comment thì chỉ ví ABC 20 nhá. Để đi cho nó này. Rồi, xong rồi kiểm tra xem nhé, có một NFT rất nhiều ấy. Đó là con này nhá, tiếp tục con nữa này, con Wild Casino này. Đây, bạn nhận được một đồng USDC. Có thể nhận tới 1.500 đồng. Đó. Start nhé. Bằng 71. Gặp cha. Quay nắm đi. Xoay ngõ ngoằng luôn. Đây thì bạn là follow Telegram này, ký một cái link trên website của nó này. Rồi con này mình sẽ làm sau. Con này dài quá. Mình sẽ làm con khác đi. Rồi tí mình sẽ làm một video riêng cho các bạn nhé. Con này mình làm rồi này. Con này mình làm rồi. Con git han. Grab. Đây bạn join ba cái Telegram này, follow Twitter này, hai Facebook này. Đó thì bạn đây. Xong submit, bạn sẽ join ba này, xong bạn nhấn grab. Follow Twitter và nhận tên Twitter của bạn vào. Facebook bạn là nay xong là bạn điền cái link Facebook của bạn vào đây. Đó xong là bạn I have a role, xong rồi bạn điền chỉ phí ABC 20. Đó, con này là được 2200 GHD nhá. Đó, đây là con này mình xong mình sẽ để link dưới cho các bạn. Con này nữa, con này nữa, con
nút xeo ăn đó. Đó, cái này, continue này, sân cha này, C5, F, G, V, V, K, đi. Rồi, các bạn, xoay, cái này, xoay group này, để bỏ. Rồi tiếp này để mình xoay đồ đây còn lâu mai và web tin các bạn này sẽ đó. Ok. MTS đây rồi, chia sẻ luôn. Đây mình sẽ phải đăng ký một cái link trên này bạn nhé. Đây bạn có xin app này, email này, tên tài khoản này. Tên đầy đủ của bạn, mật khẩu nhé, mời ký tự, ID bất hoàn, ID bất hoàn, bất hoàn cái này là ấy đấy, cái ít cô mình của bạn ạ, đây, sao lại đòi cái này vậy nhỉ? Đi bất hòa tên người dùng, tên đăng nhập chiến dịch tiền thưởng, sử dụng làm việc với các thân người tiền thưởng, ID người dùng, mình có cần tạo tập phần mới để xem nhé, cần tạo tập phần mới để xem nhé, được rồi, ok được rồi, không cần thiết về những cái dưới bạn nhé, bỏ qua. Cái mail nó sẽ gửi về cho bạn cái mail và trong mail của bạn, bạn sẽ kích hoạt cái mail nó gửi về đây. Xong rồi, đây click cao tắt cái này đi, cái này bạn đăng nhập vào là xong. Đăng nhập vào được đấy bạn, nó tự đăng nhập cho bạn rồi, ok bạn xong rồi bạn submit đây nhá, đó bạn sẽ điền thông tin vào đây à, file Telegram rồi xong rồi ok à, Twitter bạn điền Twitter của bạn vào đây Twitter này. Đi submit cho mail để chuyển mail của bạn. Đó, xong bạn gửi đi này. Submit địa chỉ ví. Ví quay bạn nha. Đồng NT xe. Ví quay mình giới thiệu các bạn trước rồi nào. Quay. Quay này. Chỉ cần gửi địa
chỉ huy quay của một bạn cho nó được không? Các bạn tìm cái đồng mà LTSCA đây. Đây, nó sẽ tìm thử cái đồng này xem nhé. Biết nó có ra hay không? LTC. 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 Ở đây, chính nó đây rồi. Đó. Đấy, địa chỉ nó là cái địa chỉ này bạn nhé, địa chỉ đây, trên này. Đây, các bạn vào phần máy được. Vào phần tiền tiền này, đây địa chỉ đây. Đó, nó giống y như cái địa chỉ vi quay, nó là chung một địa chỉ mà. Đây, HIR này. Gửi vào đây cho nó. Rồi, ok, cái này xong rồi mình đăng này. Đây, rồi xong rồi đây, đây sẽ tích, mình kiểm tra. Đây, bạn được 1.000 đồng LTC. C. Đó, vậy là hoàn thành rồi. Còn con bot này tí mình sẽ làm một cái video riêng đấy chứ. Còn hướng dẫn bạn nào cái con này, nó đăng ký rất là nhiều. Cảm ơn các bạn.